Tiếng Anh với Chết Tới Này, bài học phát âm số 3. Hôm nay đổi gió một chút để test xem các bạn có biết đọc bản chữ cái tiếng Anh không nhở. Rồi đọc đi, đây là chữ gì? Đây là chữ cái đầu tiên của bản chữ cái tiếng Anh. Nó đọc thế nào? Tính tướng. Vẫn đọc là A đúng không? Đây, A, ấy. Sai bét. Vô điểm. Về chỗ, quay lại đây, nghe rằng cái này. Như các bạn có thể thấy, theo IPA, cách đọc chữ này là hai âm E, I. A dễ đúng không? Nhưng học viện sẽ đọc là A chứ không phải là A. Chắc là do tiếng Việt không có A, không có hai âm này E, I cạnh nhau. E thì các bạn nói thoải mái không có gì, I thì rất là dễ. Nhưng mà khi mà phải nói E, rất là học sinh và học viện sẽ đọc là A. Thế thì cách chỉnh sửa lỗi này là khi mà các bạn muốn nói thì các bạn tập trung vào E đó đầu tiên. Và sau khi đã nói E xong rồi thì mới bắt đầu nói I. Chứ đừng cố gắng để nói A luôn như thế mà tách ra một chút e, à đã nói e rồi, ok thế bây giờ là i, e, e. Thế thì trong những từ như train thì nói tre rồi in, đã nói e rồi thì mới tiếp tục với những âm đến sau, train, train, hoặc là sail, xe, nói xe rồi, ok il, sail, hoặc là cá voi, whale, il, whale. Whale, whale. Số 8, 8, A trong là 8, 8, 8. Thế thì các bạn phải nhớ tập trung vào âm E rồi nói I, A, A. Làm như vậy thì tất nhiên trong tương lai các bạn sẽ có khả năng để nói A một cách bình thường. Nhưng đến đó các bạn đọc E, I, A, tập trung vào E. Nếu không thì lại sẽ thành là A đó. Và nó xấu, nó sai. Vậy là các bạn đã